giờ quán ăn chừng nào hay chưa? Tháng 9 vậy chứ. Âm lịch vậy là anh còn tháng nữa. Mà mình có công xây dựng chưa? Đầu tháng. Thì anh học á thì chắc cũng khoảng chừng 1-2 tuần trước khi khai trương anh phải về anh chạy gọi là demo trước giùm em. 1-2 tuần là anh pha chế cái đó đó, dành cái quán đó. Rồi á là cho bà con người thân nhận họ bạn bè mình xong ok tương đối rồi mà anh chọn cái ngày khai trương cho nó chính xác. À, anh mở một quán cà phê như thế này á, anh có đặt có chơi trên mạng xã hội không? Fanpage nè, Zalo nè, Facebook nè. Em thì ít như vợ em thì có. Vợ anh giờ vợ anh có thường xuyên ở trên mạng xã hội không? Rồi ví dụ những thông tin anh đi học như vậy nè, à, vợ anh có đưa lên mạng chưa? À, có cái dự định của gia đình mình á, chuẩn bị mở quán cà phê là có đưa lên cho người ta bạn bè biết không? Ừ. Tại vì em chia sẻ với anh này nè, bất cứ cái gì bây giờ mình cũng phải truyền thông, mình không lố, mình truyền thông là mình đem thông tin đến khách hàng là mình sẽ có dự định mình mở quán cà phê. Thì trong quá trình anh Minh Kim đi học gì đó, những cái hình ảnh đẹp anh nên chia sẻ gì cho vợ, nếu anh không có đăng được thì vợ đăng lên, tôi sẽ dự định mở quán cà phê và những cái món nước này tôi cũng thấy qua hình ảnh rất là ngon. Thì thứ nhất đó, tạo cái sự thu hút khách hàng là hồi đó giờ tiềm năng ở trên Facebook của mình, Zalo của mình, và đồng thời đó là cũng hình thức thông báo cho các bạn biết rằng là một tháng nữa chúng ta sẽ có quán cà phê. Ngày sữa nè, ngày kia là giặt sữa chua rồi chứ đó, cũng bán online em đi ship giao vậy thôi. Rồi hỏi vui chút xíu sao mà anh biết được tới em, tới bếp ba? Thì tôi trên mạng ta cũng đăng lên. Vậy hả? Như vậy là em xác định rồi, mô hình của anh đó là khách hàng đối tượng là tuổi trẻ rất nhiều. Và trong cái cách xây dựng quán mình cũng là hướng về tuổi trẻ. Bây giờ em sẽ lên một số món cà phê cho anh. Cà phê sữa đá, đặc xỉu. Em cho anh một số món như thế này thôi, chứ không có nhiều. Em sẽ đưa cho anh một món trà sữa hiện đại. Trà sữa bồ công anh. Đây. Cái trà sữa này là trà sữa về dinh dưỡng. Này giá tiền luôn luôn phải cao hơn trà này. Lý do là tại sao? Đây là cái chất xám. Cái thời gian công sức từ Bạc Liêu lên tới bếp ba Cần Thơ mới biết được cái trà này. Này nè, cái này là gọi là chân châu trắng bao nguyên, nó có màu đen, rất là ngon. Mình ăn vô á, mình chỉ cần khui cái bọc ra thôi là mình ăn vô. Mà cái này không phải là để trà sữa không, để tất cả các loại topping. À, để tất cả các loại thức uống nó là một dạng topping nha. Chân châu trắng này thì nó cũng như chân châu đen, nhưng điều nó ngon hơn là bởi vì hàng đó là hàng nhầm Đài Loan. Từ sáng giờ lặn lội từ Bạc Liêu lên ủ xong. Không có ủ không? Khác phải không? Ê, phải có cái gì khác anh mới lặn lội từ Bạc Liêu lên với em chứ. Thì em đã khái cho anh 10 muỗng trà nè. Có trà đào canh xả nè, à, trà dâu đông du, trà ổi, trà ô long nhãn, trà tắc, trà giải. Tại sao anh học lớp chủ quán này là đúng rồi đó ha. Anh có học lớp chủ quán này nè, em ngồi với anh tiếng rưỡi nè. Và anh có được cái món sữa chua Mê Hao nè. Và hồi nữa chút xíu anh sẽ có món trà sữa của làng Mê Hao. Xứng đáng chứ, phải không? Còn nữa, đâu phải ngồi với em tiếng rưỡi đây không. Còn em còn phải định cho anh cái thức uống cà phê nữa. Mình phải lấy từng đối tượng khách hàng hết anh. Mỗi buổi mình học kèm theo cái viết giùm em. Em sẽ sắp cho anh học trong tuần này anh học được bao nhiêu. Không có phải là tuần này là nhét hết thôi, không nổi đâu nha anh. Anh còn phải đi về gặp bà xã rồi anh đi lên nữa. Rồi tuần này học được cái món nào anh đánh dấu vô giùm em. Rồi trong quá trình học cái món nào mà nó không phù hợp, anh cảm thấy không ngon, anh cứ mạnh dạn gạt vô giùm em. Rồi cái món nào nó ngon thì anh cứ việc tìm cái chỗ trống em chờ cho anh nè. Anh cứ ghi thoải mái đi, rồi em sẽ cho anh gặp một lần nữa để cái búa cục menu em sẽ chỉnh cho anh nha. Rồi được chưa?